Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với thông tin bất động sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại tổ 3, thị trấn Đông Anh. Có thông tin lô đất diện tích 43,3 m² với giá bán là 2 tỷ 650 triệu. Phía trước anh chị đây chính là đường cao lỗ. Bên cạnh kia là nhà văn hóa thị trấn Đông Anh. Đây là đường chạy qua đường Hồng Sơn. Và nhà thi đấu mới của huyện Đông Anh đang được xây dựng ở trên đó. Lô đất thì nằm ngay bên trong này. Con chào bà. Đây chính là thông tin lô đất. Diện tích là 43,13 m², mặt tiền là 5,51, mặt hậu là 6 m, chiều sâu là hơn 7 m. Bên cạnh còn có một hành lang nhỏ. Đường trước đất thì rất là rộng, hơn 3 m. Các chị đi vào đất thì sẽ đi theo hướng bên ngoài này. Lô đất này thì có hướng bắc. Đất ở đô thị. Đất là full thổ cư. Sổ đỏ được cấp tháng 12 năm 2018. Đường ngoài này là đường trải nhựa, hai ô tô tránh. Dân cư thì vô cùng sầm uất. Ba bước chân các chị bước chân ra mặt phố cao lỗ, tiện ích ở trên này. Thị trấn thì vô cùng là đẳng cấp, bước chân ra khỏi nhà là sẵn tất cả các dịch vụ. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này cần thương lượng giá, cần hỗ trợ pháp lý thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn có các dịch vụ đo đạc, đăng ký biến động đất đai, chia tách sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ xử lý một số các thủ tục pháp lý liên quan tới bất động sản khác. Đây thì cần hỗ trợ thì liên hệ trực tiếp cho em Hùng hoặc cũng có thể bình luận ở bên dưới phần bình luận của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Các anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin bất động sản mới nhất. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.